Xin chào, hôm nay mình tiếp tục làm Reading IELTS quyển 8, test 2, bài đọc số 2, Little Ice Age. Chăm học để 2 tháng 9 năm 2020 mình sẽ có được IELTS vài chấm nha. Nhớ là phải chăm học từ vựng trong quyển này ha. Cô sẽ để đường link ở bên dưới các clip để mấy bạn tải về học. Cảm ơn anh Nguyễn Mạnh Trọng đã biên soạn quyển này nha. Những bạn nào trước giờ nghe clip reading là biết cô định nói gì rồi ha. Cô nói là trước khi mà mình nhào vào đọc đoạn văn thì mình phải đọc câu hỏi trước. Và phần này nó có list of headings là những cái tiêu đề. Cho nên mình sẽ đọc sơ qua những cái tiêu đề này trước ha. Và mình đọc sơ hết những câu hỏi có liên quan tới cái bài đọc này ha. Nhưng là cái câu 23 tới câu 26 thì mình thấy có Medieval Warm Period, Little Ice Age, Modern Warm Period. Thì khi mà mình đọc trong bài mình thấy có những cái từ này xuất hiện thì mình phải khoanh lại nè. Tại vì nó có thể là giúp mình trả lời cho câu 23 tới câu 26. Rồi cô sẽ bỏ qua đoạn A, không dịch đoạn A ha. Bởi vì người ta đã cho mình cái ví dụ là heading tiêu đề của đoạn A là 8 La Mã. People have always responded to climate change, là con người luôn luôn phản hồi lại cái sự thay đổi của khí hậu. Vậy thì người ta cho rồi cho nên là cô không dịch nữa. Và cái đoạn A này cũng không có trả lời cho câu hỏi nào hết, cho nên khỏi dịch mất công ha. Nhưng mà khi mà đi thi thì đương nhiên mình vẫn phải dịch từ đầu đến cuối rồi. Tại vì để xem coi nó có liên quan tới câu hỏi nào không. Vậy thì mình dịch đoạn B nha. Dòng thứ tư của đoạn B nói The climatic events of the Little Ice Age did more than help shape the modern world, là những sự kiện khí hậu của thời đại băng hà nhỏ đã làm nhiều hơn cái việc chỉ là làm nhiều hơn cái việc là hình thành nên thế giới hiện đại ngày nay. They are the deeply important context for the current unprecedented global warming. Chúng là cái bối cảnh rất quan trọng cho cái hiện tượng nóng dần lên toàn cầu chưa từng có hiện nay. Vậy mình thấy là the modern world nè, tức là nó ảnh hưởng tới cái thế giới hiện đại nè. Rồi chữ current có nghĩa là hiện tại, tức là ngày nay á. Cho nên cái headings của đoạn B mình sẽ chọn là hai la mã. The relevance of the Little Ice Age today, là cái sự liên quan của thời đại băng hà nhỏ. Cái sự liên quan nó today là ngày nay, liên quan ảnh hưởng tới ngày nay. Câu kế tiếp, tức là dòng số 6 của đoạn B nói The Little Ice Age was far from a deep freeze, however, rather an irregular seesaw of rapid climatic shifts. Có nghĩa là cái thời đại băng hà nhỏ nó không phải là ngập sâu trong băng giá mà là irregular seesaw, seesaw là cái bập bênh á, mà là cái sự bấp bênh bất thường của cái rapid climatic shifts, có nghĩa là của cái sự thay đổi khí hậu nhanh chóng. Cho nên cái câu vừa rồi trả lời được cho câu hỏi số 20, đó là we can deduce that, chúng ta có thể suy luận là the Little Ice Age was a time of, thời đại băng hà nhỏ là một cái khoảng thời gian của, đáp án câu số 20 sẽ là câu A, climatic shifts, tức là của cái sự thay đổi khí hậu. Dễ ha. Mình tiếp tục dịch 4 dòng cuối của đoạn B nha. The seesaw brought cycles of intensely cold winters and easterly winds, then switch abruptly to years of heavy spring and early summer rains, mild winters and frequent Atlantic storms, or to periods of droughts,
likely northeasterly winds and summer heat waves. Có nghĩa là cái sự bấp bênh này mang lại những cái chu kỳ của những mùa đông giá lạnh và gió đông. Sau đó thì nó đột ngột, abruptly là đột ngột ha, chuyển sang nhiều năm liền mưa nặng hạt vào mùa xuân và đầu mùa hè, và những gió, những mùa đông nhẹ và những cơn bão Atlantic tới thường xuyên, hoặc là tới những giai đoạn hạn hán, những cơn gió đông bắc nhẹ và những cái đợt đợt nắng nóng mùa hè. Vậy thì đoạn đó sẽ trả lời được cho câu 21 và câu 22 ha. 21 sẽ là H và 22 sẽ là G. Coi nó là gì ha. Within it, there were some periods of very cold winters. Có những giai đoạn mà có những mùa đông rất lạnh. Others of, H là storms nè. Những giai đoạn khác là có bão nè, có heavy rain nè, có mưa nặng hạt nè. And yet, và others that saw, và những cái giai đoạn khác thì chứng kiến cái heat waves, tức là những đợt nắng nóng mùa hè đó, with no rain at all, mà không hề có mưa chút nào hết. Vậy thì mình có những cái từ khóa của nó là cold winters, heavy rain, no rain at all là drought đó, là hạn hán hồi nãy á. Cho nên là cái khúc này là cold winters là nó có nè ha. Rồi heavy rains là đây. Vậy thì kế đến là storms và kế đến sẽ là heat waves. Dễ ha. Rồi mình đến đoạn C nha. Reconstructing the climate changes of the past is extremely difficult. Tái tạo lại cái sự thay đổi khí hậu của quá khứ thì cực kỳ khó. Because systematic weather observations began only a few centuries ago. Bởi vì cái sự quan sát thời tiết một cách hệ thống chỉ bắt đầu cách đây vài thế kỷ thôi. In Europe and North America, ở châu Âu và ở Bắc Mỹ, records from India and tropical Africa are even more recent. Những cái ghi chép từ Ấn Độ và châu Phi nhiệt đới thì thậm chí còn mới hơn, còn gần đây hơn. For the time before records began, trước khi mà những cái ghi nhận ghi chép bắt đầu thì we have only proxy records, thì chúng ta chỉ có vài cái ghi chép tạm thời thôi, reconstructed largely from tree rings and ice cores, được tái hiện lại phần lớn là từ những cái tree rings và ice cores. Không biết tree rings là cái việc gì và cái ice cores là cái gì, nhưng mà mình có thể trả lời được cho câu 18 và câu 19. Documentation of past weather conditions is limited. Tức là tài liệu về những cái tình trạng thời tiết trong quá khứ thì bị giới hạn. Our main sources of knowledge of conditions in the distant past are. Tức là cái nguồn kiến thức chính của chúng ta về tình trạng thời tiết trong quá khứ thì đáp án là C và B ha. Thì từ cái gì đây? Là are tree rings and ice cores. Dễ ha. Rồi đoạn C người ta cũng cho cái mẫu luôn là heading của nó là 5 la mã, cho nên mình không phải làm cái heading của đoạn C ha. Rồi mình bắt đầu dịch đoạn D nha. This book is a narrative history of climatic shifts during the past 10 centuries. Quyển sách này là một cái câu chuyện lịch sử kể về cái sự thay đổi khí hậu trong suốt 10 cái thế kỷ vừa qua. Vậy một thế kỷ là 100 năm, thì 10 thế kỷ là 1.000 năm. Cho nên nó sẽ có cái gợi ý bên này, đó là mình sẽ chọn cái heading tiêu đề của đoạn D, đó là 7 la mã.
A study covering 1,000 years, tức là một cái nghiên cứu mà cover được 1,000 năm, 10 thế kỷ là 1,000 năm. Nên đáp án của câu số 15, tiêu đề của đoạn D, mình chọn 7 La Mã. Dễ chưa? Thích IELTS chưa nào? Rồi trong đoạn 3 này, dòng thứ 3 mình thấy có Medieval Warm Period là giai đoạn ấm trung cổ. Thì dòng thứ 4 nó nói là Norse voyagers from Northern Europe explore Northern Seas, settled Greenland and visited North America. Có nghĩa là những nhà thám hiểm Na Uy từ Bắc Âu đã khám phá bờ biển phía Bắc, định cư ở Greenland và đi tham quan North America nữa. Vậy thì đi tùm lum tùm la hết, nên khúc này sẽ trả lời được cho câu số 25, đó là mình chọn đáp án là câu A, là ở giai đoạn Medieval Warm Period thì Europeans discover other lands, có nghĩa là ở giai đoạn ấm trung cổ thì những người châu Âu khám phá những vùng đất khác. Rồi mình đến đoạn E nha. Dòng thứ nhất của đoạn E nó nói về Little Ice Age, và dòng thứ 9 nó nói Tricod and herring were already the staples of the European fish trade, but changes in water temperatures forced fishing fleets to work further offshore. Có nghĩa là tricod này là cá tuyết, and herring là cá trích, cá tuyết khô và cá trích đã là staples, này là những mặt hàng chủ lực của cái ngành thương mại cá châu Âu. Nhưng mà sự thay đổi về nhiệt độ nước đã buộc những cái fishing fleets, là những cái đội tàu đánh cá, phải làm việc xa bờ. Vậy thì ngay chỗ đó trả lời được cho câu hỏi số 26 ha. Mình sẽ chọn là đáp án là câu B, là Little Ice Age, là cái giai đoạn mà changes took place in fishing patterns, có nghĩa là sự thay đổi đã xảy ra trong cái mô hình đánh bắt cá, đó là họ bắt đầu work further offshore, có nghĩa là làm việc xa bờ. Đây là bản cuốn mà cô Captain Bear rất hay chơi khi lên Đà Lạt. Bản cuốn bị ai bắt rồi không biết nữa, nên bạn nào ở Đà Lạt mà thấy bản cuốn này ở đâu thì chỉ cho cô với nha. Còn đây là bản cuốn cô nhặt được ở sân tennis khu du lịch Tân Cảng, chân cầu Sài Gòn. Bạn nào là chủ của em Nít á, thì đến đón em Nít về nha. Vậy thì cái khúc này, nếu mà mình không biết tricod là cá tuyết khô, rồi herring là cá trích, hay là staples là mặt hàng chủ lực đi nữa, thì mặc kệ, nhưng mà mình phải biết ngay chỗ cái là water temperatures forced fishing fleets to work further offshore, tức là mình phải biết dịch chỗ này nè, thì mình mới trả lời được cho câu số 26. Rồi mình dịch 3 dòng cuối của đoạn E nha. The increased productivity from farmland made some countries self-sufficient in grain and livestock and offered effective protection against famine. Có nghĩa là năng suất gia tăng từ đất nông nghiệp đã làm cho một số quốc gia sufficient, có nghĩa là đủ, self, có nghĩa là tự mình cung cấp cho mình đủ, tức là tự cung cấp đủ cho mình. In grain and livestock, có nghĩa là về ngũ cốc và gia súc. And offered effective protection against famine, có nghĩa là và cung cấp cái sự bảo vệ hiệu quả chống lại nạn đói, có nghĩa là đã đủ thức ăn rồi đó, đủ hạt, đủ ngũ cốc và gia súc, và vì vậy chống lại được nạn đói. Vậy thì cái tiêu đề của đoạn E này sẽ là chính La Mã, enough food at last. Từ enough này bằng với từ sufficient ở bên kia ha, là đủ ha, cuối cùng cũng có đủ thức ăn chống lại nạn đói đó.
Cho nên mình sẽ chọn tiêu đề của đoạn E này chính là mã. Dễ chưa? Bởi vậy phải học từ vựng nhiều mình mới nhận dạng ra được nó. Nó gợi ý cho mình từ sufficient bằng với enough. Rồi mình sang đoạn cuối cùng, đoạn F nha. Dòng 2 của đoạn F bắt đầu nói tới modern warm period, giai đoạn ấm hiện đại. There was a vast migration from Europe by land-hungry farmers and others. Có nghĩa là có một cái sự di cư lớn từ châu Âu bởi những người nông dân đói đất, có nghĩa là những người nông dân thiếu đất á, thì họ di cư từ châu Âu, migration. Cho nên câu 23 mình sẽ chọn là câu C, là cái giai đoạn modern warm period này thì many Europeans started farming abroad, là nhiều người châu Âu bắt đầu làm nông ở nước ngoài. Như vậy thì farming abroad này nó bằng với migration, họ di cư đi, những người nông dân này họ di cư. Dễ ha. Rồi dòng thứ 5 của đoạn F nói là millions of hectares of forests and woodland fell. Có nghĩa là hàng triệu hecta rừng và đất trồng cây đã suy giảm, mà fell là đổ xuống đó. Như vậy thì cái khúc này sẽ trả lời được cho câu số 24. Tức là cái thời đại, cái giai đoạn modern warm period thì the cutting down of trees began to affect the climate. Có nghĩa là cái việc chặt cây đã bắt đầu ảnh hưởng tới khí hậu. Chặt cây ha, the cutting down of trees thì nó bằng với forests and woodland fell. Dễ không? Cái việc chặt cây đó ảnh hưởng như thế nào thì mấy dòng kế tiếp nó nói nè. The unprecedented land clearance released vast quantities of carbon dioxide into the atmosphere, triggering for the first time humanly caused global warming. Có nghĩa là cái việc mà giải phóng đất chưa từng thấy trước đây đã cho ra, đã thải ra một cái lượng lớn carbon dioxide vào trong bầu khí quyển, và nó kích hoạt cái sự nóng lên của toàn cầu bị gây ra bởi con người lần đầu tiên. Vậy thì dịch đến khúc đó mình thấy được là mình sẽ chọn cái tiêu đề của đoạn F là 4 La Mã ha. Human impact on the climate, có nghĩa là ảnh hưởng của con người lên trên khí hậu. Cho nên đáp án của câu số 17 mình sẽ chọn là F ha. Chặt rừng rồi clear đất đủ thứ hết, làm cho trái đất nóng dần lên, ảnh hưởng tới khí hậu. F, 4 La Mã. Dễ chưa? Rồi, vậy là mình xong một bài nữa rồi ha. Cô chúc các trẻ chăm chỉ để học giỏi giống như cô Captain Ben nha. Bye bye, hẹn gặp lại ở clip kế tiếp.